Hà Nội Dương Quang Bình 43 tuổi bị Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố tội giết người trong vụ án sát hại nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng. Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bình theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015 được ban hành hôm nay. Bình là anh rể nạn nhân, hai gia đình sống cạnh nhau ở cuối con ngõ hẹp 609 đường Bạch Đằng. Bình khai gây án cho hai nhà có nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt, trước đó đã uống nửa lít rượu. Bình lúc gây án bị cảnh sát khống chế. Ảnh Nguyễn Hiệp. Theo cảnh sát, Bình nghiện ma túy lâu năm, có hai tiền sự liên quan ma túy và trộm cắp tài sản, có tiền sử bệnh tâm thần, từng điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ 11/6 đến ngày 7 tháng 8 năm 2019. Hơn nữa, anh ta thường xuyên uống rượu. Khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 2 tại nhà riêng số 12 ngõ 609 đường Bạch Đằng, Bình đốt xe máy, lớn tiếng đòi giết các thành viên trong gia đình. Anh ta sau đó cậy mái tôn, đột nhập nhà em rể ở căn số 14, cầm dao đe dọa 6 người trong đó có 3 cháu nhỏ. Trong lúc gây hấn, Bình đâm chết em rể Vũ Mạnh Dũng. Vũ Hoàng Bảo hơn 16 tuổi, con gái đầu của anh Dũng cho biết Bình sống cùng bố mẹ ở nhà bên cạnh. Thi thoảng Bình sang nhà Hân quấy rối, đập phá đồ đạc. Vũ Mạnh Dũng được khán giả biết tới qua nhiều ca khúc tình ca, Hoàng Việt, bài ca Xây Dựng Hoàng Vân, Người Là Niềm Tin Tất Thắng Chu Minh, anh là ca sĩ solid, phó đoàn trưởng đoàn hát, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú hồi tháng 8 năm 2019. Let's Love Us, Oi.